chào tay lại Pom Pe Nong, mời Pom Pe Nong bỏng cắn lim chương trình truyền hình khám tay còn đài truyền hình Việt Nam. Pom Pe Nong dừng, bơ sư to dệt dần bưng tàng chân gốm ngân lang vầy trung hăng lang áo hàng mử bưng bì chằm nỉ Pom Pe chở quân chăm rú khu phố bảo trúc thị trấn phước dần huyện ninh phước cò phen thái lông dệt dần bưng tàng chân gốm mi nghế bỏng cáp bưng tàng hún chọc khò cáp quân sổ giống về quân dần tơ bát áo bưng tàng chân gốm ngân lang cất bình bưng tàng chân gốm mi nghế cò hôm phân nho dùng bưng tàng chân gốm gòn chở quân trăm hôm phân tàng tánh chưa dền gốm trăm cánh nho dùng lông hiệp thủ hạ quân dần cùng làng nghệ cân ý bưng nghệ nhân dâng thầu trực thì gạch hù to rét dần gốm và chuông hong dình hoạt hàng mử hai ba cây nỉ tên cá làng nghe bảo trúc cò phến dệt nghe gốm mi nghé thảo ghét cò lưng chắc mắn bài so hù lại bón vầy khải cánh hù hoa bưng lại hún bó lá cằn vầy tơ bát nho dùng chất lưỡng bưng tàng chân dệt ó như nằn bưng tàng chân khòn thầu cánh bưng xá viền khòn hợp tác xá khòn gốm trầm bảo trúc dệt ó cò đầy lại quân ký chào ma thủ sự cân ý rú bầu trúc ní còn nhơ mi bưng gốm ní dâng nằn bộ kiếm thế rú trắng đầy dâng mượn nghỉ té bảo bú trên nghe vài hở khỏi co bóng mít chờ đờ vang nghe gốm còn chờ quân chằm bờ khỏi nhơ dệt nghe gốm hằng mử có mít lông hiệp thù khỏi co ép học té ải ý khoảng chậu khai nì khỏi có hình phục kiến đây xuống mà pe hờn pa pa có dệt gốm cánh mi lại nghe bóng su to bồng trời dệt dần bưng gốm mi nghe gốm dệt chân ngam rú cùng hơn nhăm mi lại hún bó chân ngam bưng nghệ nhân cùng làng nghe bảo trúc cò sao hù ó bưng nên văn hóa trầm ngân lang và nho dùng chất lưỡng bồng dệt ó bưng tàng trưng gốm bảo trúc đầy nho dùng ma chất lớn dùng hơn. Mời chào khỏi co dệt gốm ngân lang sân hàn báu trung hồng đầy lăng áo long hiệp thủ dệt gốm mi nghế nỉ có biết lại quân sử gốm dệt ó chăn ngam cáp ca dùng tành đầy lúc tảo bẽ biên sử sàn cánh dệt gốm ngân lăng cân ý cò bỏ lại khủ gia cha báu rút to phủ nhính lại thành niên chở quân trăm cò xung dệt gốm hôm phân bảy chữ bưng nên văn hóa ngân lăng khòng chở quân trăm vầy mít đầy bưng đền hàng vầy khải quân dần cò bòm cáp bưng ngành mít tép pan năm dệt cùng vê nhọn àng chư xiềng khòng gốm cánh tăng tánh website mà làng nghe nhọn àng rú mạng Facebook cánh Zalo bòm cát nát còn nhọn àng gốm trăm bòm cát vê dệt ó gốm cắp bưng tàng chân khai tẩy té giảm xíp hot xíp xíp chiều mặt ngân mở khỏi co lưng khát sàn bỏng cắp cằn dệt ó cánh bồng trời ma chất lưỡng bưng tàng chân dệt ó cánh thứ sòn mở khỏi dệt bưng tàng hún chân ngam cánh bảy chữ đầy bưng khủ ngân lăng khoảng văn hóa khoảng chờ quân trăm ảo khẩu bưng nghe dệt gốm chờ mở khỏi dệt đầy bưng hùn nì có chữ hôm phân nho dùng lúc hiệp thủ hạ bưng thành viên vào rình cánh bưng bón dệt gốm mà pe lại hơn mà ức đông ray đúng chung thì thu cơ sở độ không ngã cỏ thì nhau điều kiện phát triển lâu hơn khai nì về khải gốm mi nghế bảo trúc vân lại là số thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng cánh Tân Tình Lâm Đồng Đắk Lắk Khánh Hóa vậy khẳng tánh cùng về xét gốm toi bưng đơn hàng khòn khé đắt vân lại là gốm mỡ Mika sùng hờn bắt gắp gốm cơn ní. Có cho giờ bồng kiếm thấy rú khòng pom me
con dần rú nì đầy nhau khẩn. Lai bim ba, bò mè khé cồn cánh nó mương cò hủ hót lành nghe khốn bảo trúc, nhất lo, vào gần, bước hủ ngân lang gọn gốm gọn cung dần bảo trúc, cánh, cánh nỉ nghe gốm gọn bò mè, cò đánh lại côn hủ hót, từ ta nát khé hà đẩy khé cồn cánh nó mương ma dứ giảm lặng nghe, ta hủ ngay đi, vậy nho sùng nông hiệp thù, hở bò mè, không phân mà pe kinh tế nho dùng vùng kiến đây xú không bom me xú cổng phùng phát triển kinh tế của Mỹ Ba ngắt cái đời sống cái Mỹ Ba là cái càng hay càng phát triển hơn quân dần rú làng gốm chằm bảo trúc lưng bảy chữ bính khầy bưng lên văn hóa ngân lang chăn sừng tết lại trôm ma khòn nghề gốm bơ cùng mọi quân dần cùng lặng nghe lưng bảy chữ cánh bồng trời hót bưng khủ mà lặng nì khòn lặng nghe bơ bồng kín thấy rú bòm gáp bưng lăng môn rừng còn nghe khốm bầu trúc bòm gáp bưng lung cô hén khòn bưng nghệ nhân cánh bưng lung choi giờ khòn bưng ngành chu cấp gốm chằm bầu trúc cò tơ bát cứt bình bưng tàng chương hăng vào khẩn chư dình và nho dùng long hiệp thù hở quân dần dệt gốm rú cổng phùng.